Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tích hợp về bình luận và đánh giá. Thì dưới đây là phần bình luận mà mình đã tạo ra. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách khác về bằng Facebook về cách bình luận. Thì tí nữa mình sẽ chỉ cụ thể hơn. Thì sau đây mình sẽ hướng trình bày đôi chút về phần code. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là phần giao diện đã, là nó sẽ được như này. Còn khi mà các bạn ấn thêm bình luận thì nó sẽ hiển thị ra các phần đánh giá chất lượng và nội dung. Chúng ta sẽ đi vào code. Về phần code thì đơn giản hơn, thì phần này mình sẽ gửi cho các bạn ở dưới phần mô tả. Thì các bạn có thể đọc ở dưới đây. Thì đây là cái phần mà hiển thị phần comment. Khi mà các bạn có data, khi mà query từ API thì các bạn sẽ gọi comment vào vòng là for, sử dụng map để có thể đọc ra những comment mà đã bình luận vào sản phẩm này. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Thì ở bên dưới đó chính là phần đánh giá chất lượng và bình luận. Phần này thì khi mà các bạn ấn vào thêm nút bình luận thì nó sẽ hiển thị ra phần đánh giá chất lượng và nội dung để các bạn có thể đánh giá vào và gửi hoặc là bình luận ở dưới đây. Thì các bạn sẽ thắc mắc là mình sẽ lấy library của thằng này ở đâu, thì mình sử dụng library của thằng Semantic UI. Thì ở đây là phần document, thì các bạn có thể search đến phần thằng comment. Comment thì nó sẽ hiển thị ra phần comment cho các bạn đó. Thì các bạn có thể lấy luôn cái thằng comment này để sử dụng cho code của bản thân mình, để ứng dụng cho cách tốt nhất mà các bạn muốn chỉnh sửa đó. Thì ở đây cũng có thể chạy thì nó sẽ hiển thị ra phần code mà các bạn muốn đó. Các bạn chỉ cần việc là lấy API và query ra và hiển thị ra bên ngoài đây và thôi đó. Sau khi mình sẽ giới thiệu qua phần này rồi thì mình sẽ tiến đến phần database. Về phần database thì nó khá là đơn giản, tùy vào các bạn muốn bình luận thêm nhiều nội dung hay như nào đó thì mình chỉ lấy các thông tin như là hai bản chính là comment và rate. Hai bản user thì là để lấy thông tin người dùng, và room đó chính là phần mà mình lấy thông tin để xác định là sản phẩm nào đang được bình luận và đánh giá. Ví dụ như ở dưới đây là phần content, và phần content là phần nội dung. Rate ID sẽ là phần đánh giá số lượng sao mà phòng đấy hoặc là sản phẩm đấy được đánh giá. Room là cái phòng mà mình đánh giá cho cái phòng đấy. Còn user đó chính là thông tin người dùng. Các bạn sẽ tham khảo ở cái database này, hoặc là các bạn muốn thay đổi hay gì đó thì sẽ tùy vào cách xử lý logic của bạn thôi. Đó là tất cả lần tật mà mình muốn nói về phần đánh giá bình luận này. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một cách khác về bình luận, đó chính là sử dụng Facebook. Các bạn search Facebook comment, Facebook login đó. Thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn đến với là một trang là comment social login meta development developers. Thì các bạn phải đăng ký một tài khoản của developer để tạo hoặc sử dụng thẳng cái tài khoản Facebook được. Mình nghĩ là không vấn đề gì cả. Sau khi bạn vào được trang này xong thì bạn kéo xuống sẽ hiển thị sang phần comment login code generation generate. Thì các bạn sẽ chọn là 100 ít chẳng hạn. Mình sẽ ví dụ thế, hoặc là max là 1000. Đó, mình sẽ đợi là get code. Đợi một xíu. Thì nó sẽ cho mình hai lựa chọn. Đó là đây, nó sẽ là ID của language và sử dụng SDK. Các bạn có thể thấy. Thì sau khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ copy step 1 và đây. Sẽ sử dụng cái này đầu tiên là theo thứ tự là bước thứ hai. Còn bước thứ một thì là các bạn phải đăng ký một tài khoản của Meta for Developer của Facebook rồi. Đó là điều đương nhiên. Sau đó các bạn copy vào, các bạn chọn. Mình sẽ biết index đó. Đây là script. Script thì mình sẽ đó, mình sẽ viết trên này không vấn đề gì cả. Sau đó mình sẽ cơ con đến phần bước thứ ba đó, mình sẽ con đến mình sẽ chọn đến cái thằng room room detail room detail room detail data page là của thằng này đó. Đây thường thì theo nó sẽ phần user đó, phần này thì các bạn mình sẽ vứt đường link đấy ở trên thằng này luôn, hoặc là mình ở đây luôn đi, mình sẽ biết vào đây chẳng hạn để mình xem là nó có hiển thị hay không. Nếu mà các bạn muốn kiểu như là nó đây đơn giản là data hash, nó sẽ dựa vào cái đường link mà bạn đường link trên này này, đây đường link này. Thì các bạn có thể lấy luôn thẳng cái đường link này kéo xuống, thì khi mỗi lần biết đường link này vào đây đó,
Đường link này bạn sẽ lấy theo cái ID và sửa theo ID của nó, thì nó sẽ thay đổi theo từng cái một. Bạn hiểu đơn giản là cứ khi mà bạn chuyển sang khác thì nó sẽ có một cái bình luận khác, thì nó sẽ không dùng cái bình luận ban đầu này nữa. Đó. Ở đây thì mình đang chưa, cái này nó là phải, mình sẽ lấy cái này là phải chụp đường link cơ, copy vào thằng này mình mới nhận được cái đường link đó. Ok, nó là xem, tại vì mỗi đường link nó sẽ khác nhau mà. Mình quay lại, mình kiểm tra. Oh my god, inspect xem nào, check không? Tại vì thằng này nó sẽ có khi là không đọc được thằng này. Nó có hiển thị đây rồi nhưng mà là vấn đề là nó không đọc, tại vì thằng kia nó đang không đọc được cái thằng kia. Sẽ copy lại xem nào. Nó lại phải như thế cơ, đợi mình một xíu. Nó phải ở đây này, nó lại ở đây cơ, nó không nhầm. Sẽ là có cái thằng lại xem nào. Giờ nó đã phát. Rồi. Chắc là có vấn đề rồi. Thì các bạn có thể xem cách tích hợp khác, tại vì mình đang tích hợp theo kiểu sử dụng ấy, và có thể tích hợp thẳng trên thằng HTML thì mình đang React thì mình đang chưa chắc, tại vì nó bị lỗi ở đâu đó. Mình sẽ sửa sau và gửi cho các bạn ở video sau.